Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 15 đô token Stately nè bạn. Thì đây token của dự án của sản farm nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đăng tắt jackpot mà. Kèo này khá là ngon đó các bạn. Rồi, mà bấm show này góp nè. Rồi, sau đây hai chữ join này góp ta. Bấm show tiếp. Hai chữ join góp đúng không ạ? Con bot này hơi lạ à. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh chat của nó nè. Rồi, các bạn lướt cấp trang các bạn. Rồi, bạn lướt cấp trang các bạn. 4. Bot này bảo mặt quá. Rồi, bạn bắt up đây nè. Tiếp tục visit website nè. Thì bạn xem qua website của nó các bạn. Ok, dự án này của farm nè các bạn. Tắt farm. Nhập vô đây coi. Buôn farm chay cho nó các bạn. Ồ, khá là ngon. Một token 0.003 đô. Đây mình website khá là đẹp ha các bạn. Tiếp tục thì các bạn copy hashtag này và follow từ Twitter và tag hai người bạn vào nè. Trên từ Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn với The Game nè. Các bạn tag hai người bạn mình vào. Mời các bạn vào rồi bạn tweet lên nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Sẽ tắt tweet liên này nè. Ok. Chỉ dành tweet liên này mà nó sorry các bạn. Tắt lại cái liên này kìa. Không biết tắt nhiều quá nó. Không biết tắt nhiều quá Twitter nó đánh giá spam nó phá ạt là tôi mạng luôn. Làm như là công gia tràng các bạn. Bạn nhấp vào một hồ sơ. Thôi các bạn để mình xóa một bài đầu tiên các bạn. Mình xóa bài này đi các bạn. Ok, tôi quyết cho là fan các bạn chậm chút xíu các bạn. Lander. Rồi, mở mắt đắp ra đi các bạn. Rồi. Sao mở cái liên phong này ra chi ta. Thì các bạn điền vào, các mở liên phong, các bạn điền họ và tên của mình vào các bạn. Quỳnh, Văn, Anh. Rồi bạn địa chỉ mail của bạn vào các bạn. Tiếp tục thì bạn điền là username Telegram bạn đã chọn cho ai góp các bạn. Cộng anh 43 nè. Phản hồi trên Twitter của bạn. Để mình dịch lại các bạn. Ok, cái này thì bạn điền là username Twitter của tất cả bạn vào các bạn. VNNH9 nè các bạn. Tiếp tục mình gỡ địa chỉ với BNB Samachan Bet20 trên giấy chocolate của tất cả bạn vào nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Nó hỏi các bạn có dự định farm này không thì bạn bấm code đi các bạn. Farm các bạn đã dịch qua bên Google dịch đi. Bấm chữ code đi. Chữ Z quá. Rồi bạn bấm Z nha các bạn. Ui. Bạn bấm Z nha bạn. Rồi, bạn gỡ nè. Sau khi gỡ xong thì các bạn trở về cái link phong hồi nãy Telegram nãy nè các bạn. Bạn bấm submit đi tên nha bạn. Rồi, các bạn xong sẽ bấm done. Submit in Twitter farm. Tiếp tục nó kêu trích dẫn từ tweet này thì mình đã trích dẫn từ tweet rồi các bạn, thì các bạn mở từ Twitter tất cả các bạn ra các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài từ tweet này nè, các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn chạy về con bot này nè, bạn dán vào nè các bạn. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Samachan Bet20 trên YouTube Wallet của mình. Hiện tại nó có hai cái link phong, một cái link phong và một cái link chatbot nên mình làm cả hai luôn các bạn. Cho chắc ăn các bạn, không bỏ vụ kèo nào hết. Rồi bấm vào xe tiết để cập nhật tài khoản mình nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 15 đô token Stately nè. Các bạn nhìn lấy ghép chia sẻ em về những cái thằng để kiếm tiền token các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.